chào quý vị các bạn. Hình ảnh quý vị các bạn đang nhìn thấy máy thu hình đó là hình ảnh hát trên dòng suối Yến của sân hội Chùa Hương năm 2018. Yeah.
tâm cùng mừng đón du khách về tham quan cảnh hồ chiêm bái cảnh trần thắng cảnh hương thương như lửa trời mặt trời nam với tiểu trường tâm là có đại tùy quan và nam thiên như là nhận lòng bốn cô hiền ngoại và chú ba tu hành hải đắc đạo nhớ ở trong lòng hương thì lễ hội cùng nắm được cả nước dù thành công của lễ hội có một phần đã có tốt đẹp của du khách trong thời gian tham gia lễ hội mong cho anh chấp hành trong các đoàn viên thi của ban tổ chức đồng thời tiếp tấn công minh trong lễ hội mọi người đều có tinh thần trách nhiệm để bảo vệ môi trường của các đúng với quy định không tham gia các đoàn tập huấn viên bảo vệ ban tổ chức lễ hội đã tổ chức tổ chức đầu thông tin về văn hóa dân tộc huấn viên quý vị đây là thưa quý vị đây là cây gạo bên dòng suối Yến thuộc chùa Hương Tích xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. Quý vị, hình ảnh quý vị và các bạn vừa xem trên máy thu hình đó là hình ảnh hát trên dòng suối Yến thuộc chùa Hương, địa phận xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn được mạnh khỏe, thân tâm được an lạc. Xin kính chào.